cho anh gửi lời hỏi thăm bé Yuki nghe. Dạ, dễ dễ nha. Nguyễn Văn Nhớ, em tên là Nguyễn Văn Lắm nè. Dễ đi. Tôi nghe nói từ anh. Ở nhà tối nay toàn hot girl không nhà đó nè. Hello, chị Lệ Trang. Xuất sắc luôn ha. Chị sẽ mua đem một nụ được chứ không? Sao tự nhiên đem bên này của em? Hứa hẹn tối nay là một đêm không ngủ. Đêm nay bữa nãy giờ. Nhìn là thấy ghê nè. Đúng rồi. Gọi giữa là gì không quên. Hai bé tay chưa biết. Thì có mua là độ, bên này độ rưỡi. Mua là độ, bên này em thấy bình thường mà bên này em thấy nó nặng nặng. Nó dùng mật nhiều, cái gì còn lợi nha. Có nó bán loại là độ, nó có không? Đó. Ừ, nó chứ. Có loại là độ luôn. Nhưng mà mấy cái loại là độ là biết mấy cái loại là độ là đúng rồi, không có màu. Có màu này coi nó xấu trong, còn nó đen. Thầy Yến hả? Thầy Yến là mặt áo màu đen đúng không? Còn áo mà áo đỏ là ai? Tôi là chị đeo hai cái một bộ đồ. Còn lấy mà áo màu đen vô mi. Đầy vô mi rồi, anh biết rồi. Thấy không, bây giờ ông Tự nói gì phải là đúng cái độ gì mà mua khó thì đẹp đó. Ở mùa đeo thì cái độ thì cũng cậu thấy mua lên cái độ độ lưỡi gì đó không, độ lưỡi vô lại không quá không biết đâu. Đây mình tiếc. Nói chung là đeo thì xa thấy đổi nhìn từ sẽ mờ. Mình tiếc là cho anh hỏi bạn áo đỏ tên gì á, bạn này nè. Trời áo đỏ. Áo đỏ đâu? Áo da đỏ, thấy đỏ đỏ. Trời ơi, không có màu gì màu đỏ luôn. Chắc trong màu đỏ. Có cái màu son thì đỏ nha. Trời, cái màu son thì đỏ nha, chứ không có gì đỏ chứ không, đâu có gì đỏ đâu. Đi gái vô bà chứ. Lấy cái vỏ màu đỏ nè. Rồi đây là bé Mi Candy trong nhóm của em. Mi Candy hả? Dễ thương quá. Kẹo là miếng kẹo. Candy cũng như là kẹo đó. Kẹo mạt ngào. Mi Candy. Bé nãy dạ, bé nãy tên là Hải Yến. Hải Yến. Nickname trong giới là Mén Yến. Con bé đi theo cái gì là gì? À bé Quỳnh An An. Quỳnh An An. Trời ơi, bọn Nhi tới rồi. Rồi. Tới rồi. Đi đâu vậy? Đi gội đầu. Gội đâu nữa? Cái gì má? Rồi đó. Ở đó nó đâu có đổ mồ hôi đâu mà cái đầu vậy. Thôi gì nữa hả? Quậy hoài vậy má ơi. Hello mọi người. Nói chuyện với anh trai đi. Nó dễ thì em đi gội đầu. Hôm qua em đi Mỹ Tho xong rồi nhìn thấy đầu dơ quá. Phải đi gội đầu. Em gội đầu bữa nay kẹt rồi. Đúng rồi rồi. Ê, có đem đồ xì mặt không? Mặt mới không xong xì má. Cho đại đi, cho đại đi. Bốn cái đi, bốn cái vui chuyện. Sao anh? Có chạy đào. Cái dài vui chứ. Ờ Nhi, hôm qua em đi show rồi, vui không bộ Nhi? Lộn xộn nắm ly để hai chị em. Nhi, nhưng mà đâu đâu. Nhi, hôm qua mọi người ơi. Tâm Nguyễn, bé Lisa đi. Hello mọi người. Hôm qua thấy đi hả, trai đẹp và bồng bế đó. Hôm qua trai tôi lắm nha. Trai rất là tôi luôn. Thật sự. Để mà không để anh đi theo. Nó nghe nè, anh đi theo hả? Rồi anh nhìn đi nó hốt bao nhiêu thằng hôm qua. Thì đó, để anh quay lại. Nó không, em có clip mà, trời ơi, đâu có. Hỏi là anh quay chút xíu luôn nha. Em nghe này thì coi YouTube thấy bọn Nhi không như đẹp quá. Không, da đẹp quá luôn. Em thì nó tỏ rồi. Rồi má, nó cũng như đi khách sạn không má, cũng không má. Nó đi chế thẳng thôi mà. Nó nghĩa là bọn Nhi ở quán sẽ bán và nói chung là tranh thủ sơ thì hung về cái thôi. Còn Yumi là không có hung rồi quán. Không có hung, không có hung luôn đúng không? Em đi khách sạn không mà. Thật sự không có hung mai luôn, không có kiểu nào. Ờ không thích như vậy, mọi người biết em từ xưa đến giờ rồi đó. Dạ. Không hung hả? À, chắc có đi tới anh. Nó đang kéo toàn thì có gì. Kéo thì có gì trên cuồng kéo về. Bắt rồi. Bắt rồi. Trời ơi. Là... Không biết giờ không biết chứ cái nhà thầy nào cao tay ứng bấm quẻ quần lợi thì thường là nó bấm ta không đó. Xui ghê. Thôi, xui không có cho bé. Em như là cái chỗ đó. À, bữa nay cũng mình cũng nói là cũng làm được không chị cô là chị bán đầy đồ mà bây giờ đi hốt đúng không? Chị biết tao biết em đó, đó là chị sinh đời của em đó. Thường thường đó bữa hôm qua của cô có biết chút đó chị rồi nè. Đó rồi nó hiện lên nó ra đó mọi người. Ủa em lộn hả? Gì? Nếu em lộn lát nó mới vô là nổi sớm nằm lên. Thì đô quá.
là em tiếp hả? Rồi đi ngồi đi em. Đi ngồi nè. Rồi vô đi vô đi. Nha, chị đi chị quay bọn đi đi. À ok nè, em muốn nhìn bọn gì. Đó mọi người ơi, xe qua đây đi ngồi. Đây mình quay vô đi ngồi chị nè. Cái này dằn khăn nha. Nó dằn được cái hồi giữa hai cái cơ đó. Bữa nay bà thấy bà Phương đi. Đúng rồi. Hi. Welcome back to my live stream. Hi. Với lại giờ này sớm mà phải không? Đúng rồi. 9 giờ. Lấy tới trễ 8 rưỡi rồi đấy. Ờ, sớm quá. Đây, em gái tôi bây giờ đây. Bèo không tôi lăn quế phường đây. À, đừng có túi giấy chị đây là bọn mèo còn điện ơi. Mọi người. Ở đây bọn Nhi nè đó. Thả tim cho bọn Nhi đi. Ghi đòi yêu cầu bọn Nhi nè. Ryan chuẩn bị nhìn mặt mình. Tưởng bốn thân. Trời, đã nói gì vậy cha ba? Trời ơi, cha ba đúng ba cha. Bấm khỏe, nó lóc đó nha. Nó buồn điên hoài. Anh hút xô. Bốn em về Cà Mau thì liên hệ ai giá sao Du Mi, Bội Nhi, Minh Tuyết và Tâm Thảo. Rồi cái này là em không biết liên hệ không biết liên hệ ai luôn. Trời ơi cái này lên phường nha. Cái này là rắc rối nha, rối thiệt luôn. Bội Nhi với Du Mi anh liên hệ rất là dễ, còn em với Tâm Thảo là không có liên quan cho nên là nó hơi bị anh tự liên hệ từng người đi. Đúng rồi chị đi. Ồ, anh bóc em nha. Lòng rồi. Bốn tem về Cà Mau là mỗi đứa kim góc 10 triệu. Vui vẻ, mỗi đứa 10 triệu. Giờ này gần quá đi kim góc 10 triệu nữa. Đúng rồi đó. Tại vì đi bắt tay á, hiểu không? Trời ơi, tàn quá. Kìa, tới rồi. Trời ơi, kìa, đứa 10 tới rồi mọi người nha. Hẹn nhau mỗi đứa với chị. Hello. Ngồi lên. Ủa, xịn ngủ hả? Xuống nha. Ủa, chưa về chứ hả? Chưa được về nữa. Hello. Chưa được về. Rồi, qua đây. Đây, mọi người ơi. Cái giỏi tầm. Hello. Màu đỏ nha cả nhà. Này à, người đẹp phải đến màu đỏ. Anh cha ba đu, cha ba cha gì đó. Anh cha ba đứa gì đó. Ờ, đúng rồi đó. Lạng chung với anh vậy. Chỉ có anh mới dám tên lo tên cúng cơm cho ra vợ thôi. Chứ gặp em khác rồi, sắp có xì mỡ. Để ra là cái này là chị phải để tới nuôi em chị mà. Không. Giấu bây giờ nuôi em dữ lắm. Bây giờ về ở lỡ bụng rồi. Thôi kệ, cho nó làm giờ cho em đi. Trời ơi, chết rồi. Hello, thiệt đi. Thôi, hôm nay có bán không? Chị Minh Tuyến hay là Bội Nhi, trời ơi, lâu em nha, nay Bội Nhi đây. Hello mọi người. Minh Tuyến và Bội Nhi thấy là cái cậu này đang xem mắt hồng sắc luôn hả? Xét quá vậy trời. Trời ơi, em đi show rồi chết rồi. Cười lên, em biết rồi, mai em kia à. Mai em cũng đi show luôn. Thôi, để mai đi show luôn rồi. Không ai show đâu. 1, 2 là Bội Nhi bận đi show nữa. Thì không có mấy cái gì. Mình qua cái gì nha. Không có tiếng gì mấy. Đó thì rồi em đi bán xong em không để nhà cho cái thân bán không cho nó không biết là không có thu có công nó chuẩn bị chứ không có chai ra đúng không ở đâu vậy chỉ vậy thôi. Rồi hello tất cả mọi người luôn nha. Như thường lệ thì Dân và lời nói đầu tiên xin cho top 8 Miss International Queen đại sứ Hàn Mỹ gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tất cả mọi người. Trời ơi, đại sứ bằng mì xuất hiện rồi. Em lợi là đúng giờ nha mọi người nha. Người ta 7 giờ là lợi hết rồi. Em 8 giờ 10 mới lại cạt xe rồi. Để chết luôn tất cả mọi người nha. Hôm nay em đi tông là tông ông già Noel nha. Nhưng mà cái mặt là bà già. Đúng cái tóc là gì chị? Cái tóc mà tóc là chị chứ gì. Không, em thấy cái tóc này ra kiểu khác nha. Trời ơi, biết tao nó trong cái tóc nó giống cái tiểu độ sát thủ mà là tóc này. Mười nữa. Ê, trời ơi, bén quá. Chết rồi. Chảy máu rồi. Chảy máu rồi. Chị. Để chị làm lợi đó chị. Bén quá vô lỗ mũi là đền khơn rồi. Đền đi. Bén máu rồi nè. Lợi nó phải thấy nhức đầu. Hello tất cả mọi người nha. Hello những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của anh Hưng Vlog, Hưng Trần đúng không? Hưng Trần Official nè. Ở kênh của anh Check In Sì Phố, kênh của Thu Phương Cá Nhân Chi thì quá đang đột rồi. Mặt mũi của anh Check In Sì Phố mà rất là đẹp trai nha. Đây là nhờ anh Check In Sì Phố. Mà em chị được thấy mấy clip mà em hung trai rồi đó. Rất là đủ rồi chị muốn lấy à. Ủa em có sao như bé? Nó chỉ còn có bớt đỏ. Cái gì cho không có này được. Mà bây giờ bên cái chỗ chị nó không dân sức luôn. Thế là tốt của ông ta. Người ta nói gì là sấy cái máy của người ta không. Bây giờ mình sức mà tao nói bây giờ cái liệu trình của người ta vậy giờ bây giờ sấy có mọi người lấy ông xin lời tưởng nghiệp cho những chuyện ngoài ý muốn không bây giờ tụi em còn biết được một mà chị em mình cũng nhờ cái mặt để đi mất tiền để đi làm nghề thôi. Rồi hello tất cả mọi người nha, hiện tại thì ở bạn là nó hết đứng kiếm một cái nhà.
nếu mà quý vị nào mà trên kênh YouTube mà biết một cái địa điểm nào gần quận 5 hoặc là ví dụ nó rất là nhiều nhưng mà có mặt bằng ok thì mọi người inbox liên hệ cho giới thiệu với Phương Phương nha. Phương Phương đang cần mặt bằng đó. Ủa đang gầu thú ruột nè mọi người ơi. Kéo xe dựng vườn về chưa? Tập lum chuyện tới đó, đăng nít lúc bạc đi rồi giờ lấy giấy phạt đó. Thầy thay chịu kêu người khui đó, lòi to luôn. Trời ơi, ôi trời ơi. Buông xuôi luôn, buông xuôi luôn má ơi. Ủa đông đông cái gì đâu? Ủa mấy đứa giống người đẹp má ơi. Hello 35, người đang xem nha, chia sẻ là khi mình tóc tiên đi mọi người. Nói là tóc gì? Tiết tiên. Tiết tiên nè. Ủa nhẹ rồi có sao không vợ? Đi thấy ảnh lâu hết chưa? Vậy thì mình hãy nói chèn như đừng có để cho tiếng nhạc hát đi tiếng nói của mình nha mọi người. Xin mình xin ra hút đi trời. Lát sau hát. Kệ đi chuyện sao lại. Lát kêu tới Bộ Nhi. Kệ đi chuyện ra liền. Trời em nghe hát nha. Như vậy kiếm gì quay chơi má ơi. Đi buồn quá đi không? Kiếm chai quậy đi. Ờ đi kiếm chai quậy. Chai đi. Đúng rồi vậy đó rồi. Rồi ba chị em đi khai thác chai nha. Đi khai thác chai đi. Bữa nay em thèm chai quá rồi. Thèm chưa? Ủa hồi tối chưa đã hả? Trời ơi. Bao nhiêu mà đủ? Anh chọn đi anh. Ok chưa? Ok. Ok. Thôi chị Phương có khách chọn rồi chị ơi. Rồi cô Phương đậu bà. Mình tiến với bọn Nhi vô tủ. Mình đâu có đậu bạc, mình đậu không. Bartender có ai chọn tụi em không? Không luôn hả? Dạ, cảm ơn. Rồi xui luôn. Anh có chọn em không? Bóp mi đi, dán cuối đi anh. Ôi chết em rồi. Cái gì vậy? Ôi chết em rồi. Ờ hỗn hợp kia này thì các bạn liền thì hỗn hợp sáng ma này. Còn hiểu thì làm được không mà. Tiếng quà. Rồi thế đi tiết kiệm mình nghỉ nha. Vi lì đi rồi đi. Vi lì đi là ti xin cho Vi đấy diễn đi. Vi mà Vi tí. Như lại bị như bị như chứ. Ai chọn em vậy? Có thấy là hay coi cho tiết tốt. Trời ơi. Cũng thấy cái gì hâm mộ người ta mà hờ. Có gì đó. Đây là bộ gì kiếm lên kiếm luôn em làm đi điểm nói đâu em làm đi. Này mà không ai đi 50 làm được. Nãy giờ chém cũng chết. Bớt lắm 30. 30 đi 30 tặng đồ phở. Có ai đi không? Đẹ giùm em. Tao 30. Anh 30 em được. Trời, ông luôn rồi xui luôn rồi. Đó hay quá vậy trời. Bữa nay không đồ. Bữa nay gái rồi. Ủa cô vũ xong, hãy chỉ bạn đây. Đợi sao em đợi ngay. Bữa nay em cứng rồi rồi. Đang đâu? Rồi hello tất cả mọi người luôn nha. Thì giờ hôm nay mới đến Vũ Thu Phương nè, Minh Tiến nè, Bộ Nhi nè, Yumi. Yumi đang dĩnh viên kim nha mọi người, đừng có em nói nha. Đúng không? Rồi bỏ đi. Rồi hiện tại thì ba chị em đang có mặt tại Lan Quê Phong nha mọi người nha. Thì mong mọi người yêu thương và đến và ủng hộ quán nha. Chương trình là cái gì cũng có hết đó, chưa địa chỉ nha. Đây ghế em 8A, quận Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nói tiếng qua đi chị. À các bạn thì họ sắm ma đi coi lại lan quẩy con cái lì tiền hổ sắm ma đi coi lì cầm cá má ngọ con thường đi phá lẩu cho xuyên xưa mà là chị là... chị rất là vinh dự khi mà từ Hồng Kông và chở về Lan Quế Phón để mà đến đây phục vụ tất cả mọi người. Ủa cái này là gì vậy? À đấy gì thầy mấy một à là cái môi với là cái son đó mọi người. Mà bây giờ các bạn đang ngồi hủ sắm ma đi coi bữa nay chị đau bụng quá hả? Hát không được. Đúng rồi. Thầy họ à, à, trời ơi là sụt nhát rồi. Không, chị nói chị giống Hồ Hạnh Nhi đúng không? À, em thấy chị giống Hồ Hạnh Nhi rồi. Họ là diễn viên TBB mới có. Ủa thôi nói qua tiếng Việt luôn rồi vậy mà. Nói tiếng Việt không có cần đó. Đi tiểu có sống cái tắc mà. Hay quá vậy. Em thấy chị giống Hồ Thợ. Hồ Thợ Hồ. Hồ Thăng Thở đi chị. Rồi đi vô trong nè mọi người ơi. Mọi người đi vô trong để biết Lan Quế Phường có gì nha. Lan Quế Phường có gì đâu ngoài dài. Dài và dài. Là đầm thường. Đây mới là thiên đường. Anh set 52. Anh sẽ bên nhà. Hát đi chị em không biết. Tôi biết bài đó được rồi. Để nhảy quá vậy nhảy luôn kìa. Hát đi em nhảy. Rồi lên nhảy đi em ơi. Được má đang quay YouTube mà. Còn sổ quá gì sợ thì đó. Thầy ơi. Rồi hôm nay là sổ số lô tô dòng đặc biệt. Chúng một chiếc Big 3 nghe chị giá. Anh ơi. Chúng ta là 246 triệu. Một lát kìa em đi.
đây chiếc VIP3 chỉ giá là 246 triệu cho những người nào mà trúng giải lô tô đặc biệt nha. Sao chị Tiến mới nói gì? Nói là kêu anh xuyên chiếc xe VIP3 lên sân khấu cho em hát xin đi buồn. Ủa hát sao? Bảo hơn rồi chị hát rồi chị Tiến đi chị Tiến. Hát sao? Tạm gì hát sao? Chờ anh chưa nay uống đi cà phê ta bên nhau trên chiếc xe như hôm nào. Vậy hay không? Mà cuộc tình đẹp như mơ hôm nay sao bỗng dưng màu đổi thành anh đã quên đi tình ta. Thế là hai chị nói chuyện tình yêu. Ok, okay. Em thấy nếu mà ngồi trên đây thì hát mà xin đi buồn đâu có hay nếu mà chị ngồi bên đây nè, đúng không? Biết chị hát bài gì mới hợp không? Về đâu người hơi taxi về đâu bây giờ. Cái này là thì ý là cho lạ cho nó không có lạ. Nhưng mà chị phải suy nghĩ trong đầu chị là chiếc VIP3 chị hát bài. Chị biết là chiếc VIP3 chứ chị là dưới đến nam mà chị làm mặt nữ nè, em không hiểu ra hả? Em nhận ra được chưa? Chị biết là chiếc VIP3 nhưng mà chị hát bài taxi. Ở đây ai giới tính nữ đâu mày nói tao nghe. Ủa là sao vậy? Em bị bỏ quên đó mọi người. Trưng là tên nữ. Em là nữ. Vậy nhưng mà em tên Thái Hoàng Thiên Bảo với tính nam. Thái Hoàng Thiên Bảo là nam mà. Nguyễn Tuấn Phát cũng nam. Thái Hoàng Thiên Bảo tính em là cũng tuổi đó. Ý chị nói là hát bài taxi đó lạ, hiểu không? Cái gì? Ê, tụi mình làm nhóm mây trắng đi. Ủa hát trầu vô. Chị ơi, nhóm mây trắng không có hát bài taxi. Tôi quên hát KT. Sao nhìn anh có chú cây. Quay như ngoài đây cà phê bắn nghe anh nói sao nó nên lời làm sao cho ta mãi mãi bên nhau. Vì anh ở đây giờ này. Về đâu người hơi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta gắn mấy ngày xưa, về đâu để có chiếc hôn còn luôn bên mình, về đâu để thấy những khi anh đã vui cùng em. Đêm nay mưa rơi. Đêm nay mưa rơi trên đôi kia xe. Đông quá vậy. Đêm nay mưa rơi. Chị hát cái bộ giọng nó bể bóng. Đêm nay mưa rơi trên đôi kia xe làm cho lòng em thắm mây thương nhớ đến anh nhưng mà anh đâu cần. Khi xưa đôi ta ở bên nhau cho dù bao khổ đau. Đây 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 coi ta xì mình. Giờ không nói nhiều nó vô kìa. Đó hai bộ quần áo của chị hai em với em.